Xin chào các bác đã đến với kênh Kiên Xe Đạp và em là Kiên. Trong video này em sẽ giới thiệu với các bác một cái chiếc xe đạp dòng Touring có phanh đĩa và là phanh dầu thủy lực, đời khá là mới, đời 2018 của hãng Giant, một cái hãng xe đạp rất là phổ biến trên thế giới bây giờ, và đó là Giant FCR 3300. Và riêng cái đời này thì nó lại là phanh dầu, là đời mới nhất 2018 bây giờ. Vâng, xin bây giờ em sẽ tiến hành đánh giá chi tiết cái chiếc xe này. Vâng, như các bác đang nhìn thấy trong khung hình đây là một chiếc xe đạp Touring rất là nổi tiếng của hãng Giant, rất là nổi tiếng về xe đạp trên thế giới và mang cái thương hiệu là FCR 3300, đời 2018 mới nhất bây giờ. Tại vì những cái đời trước thì nó sẽ là đời 17 thì nó chỉ là phanh đĩa cơ dây cáp thôi, còn đây đến bây giờ 2018 thì nó là phanh đĩa dầu. Và chúng ta cùng đi đến cái chi tiết tổng thể của chiếc xe. Về phần khung thì vẫn là những cái dòng cao cấp như này, gọi là gần kịch cuối của Touring này, thì nó là phần FCR, là nó là khung nhôm. Độ mới của chiếc xe thì em thấy là gần như là không có vết xước nào là lớn cả. Sơn rất còn bóng. Mang công nghệ Alloy X của hãng Giant. Size của chiếc xe là size S, phù hợp với những người cao từ 1m58 cho đến 1m68, 1m72 là phù hợp. Đây là trên thân của chiếc xe là có mã vạch của hãng. Thì cái đời 2018 ấy là cái ở chỗ này nó hơi vòng này. Và thứ hai là bên kia là sử dụng phanh đĩa dầu. Đấy, đằng trước của chúng ta thì chúng ta có một cái đùi đĩa 3 tầng, còn đời 2017 thì là đùi đĩa 2 tầng. Đời 2018 là đùi đĩa 3 tầng. À, gạt đĩa cũng là Tourlay TX, Shimano Tourlay TX. Một gạt đĩa rất là phổ biến, rất là phổ biến cho các cái xe đạp, nếu mà hỏng thì cũng rất dễ sửa chữa bởi vì cái bộ này rất là phổ biến này. Đằng sau của chúng ta thì có một cái bộ đè là cũng Tourlay TX luôn, Shimano Tourlay TX luôn. Dòng này rất là phổ biến. Đi cùng với đó là một cái líp thả 8 tầng hiệu Shimano. Vành của chúng ta là vành 700C. Vành 700C của hãng Giant. Lốp là lốp Kenda. Mayer Giant. Về phần yên của chúng ta thì em thấy là quá mới luôn. Đây là chi tiết bên này của chiếc xe. Xe được trang bị phanh dầu thủy lực, phanh đĩa của hãng Techtro. Một cái hãng phanh là quá nổi tiếng đối với dòng xe Giant rồi. Xe đời 2018 được trang bị dây âm sườn, tức là dây chui vào trong sườn tạo thẩm mỹ cho chiếc xe. Và dây sẽ được chốt ở đây để kéo cái gạt đĩa. Size S quá đẹp luôn. Xe không có, gần như không có vết xước nào, rất là mới. Phanh dầu đằng sau cũng chúng ta cũng là phanh dầu Techtro. Xe rất mới, đời 2018. Gạt đĩa Shimano. Chúng ta đi lên phần tay cầm thì là dòng Touring là thường sẽ là dòng tay ghi đông ngang. Cồn bát của hãng Ford cũng có logo của hãng luôn. Bộ phanh dầu Techtro đi cùng với đó là hai cái tay chuyển số Shimano. Bên tay trái là 3 tầng cho chuyển đĩa. Và bên tay phải là 8 tầng cho chuyển níp. Đằng trước thì chúng ta vẫn là cái cặp bánh của Giant thôi. Càng nhôm. Càng của chiếc xe này là càng nhôm. Đằng trước càng của chúng ta có một cái mã vạch của hãng. Xe rất mới. Tổng quan chiếc xe này thì em đánh giá là mới 95%, khoảng trên 90%. Và là đời mới nhất của dòng FCR 3300 hiện tại bây giờ, đời 2018.
Vâng, và em đã đến tiến hành đánh giá chi tiết cái chiếc xe đạp Touring Giant FCR 3300 phanh đĩa dầu. Và nếu các bác quan tâm đến chiếc xe đạp này thì các bác hãy nhắn tin Zalo cho em qua số điện thoại 0975709943. Đấy, em là Kiên. Còn nếu các bác quan tâm đến các dòng xe đạp khác và hãng những cái cách sửa chữa, tư vấn bảo dưỡng thì hãy các bác hãy lên YouTube tìm kênh Kiên Xe Đạp và đăng ký. Bên cạnh đăng ký thì ấn chiếc chuông. Còn ở trên Facebook thì các bác kết bạn với em qua tài khoản Kiên Xe Đạp. Và hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.